Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Và mình là Quỳnh Thị Tinh Vlog nha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cái đám dưa gang của mình nha các bạn ha. Vì có một bạn thì bạn này bạn hỏi mình là cái dưa gang của bạn trồng thì nó hay bị vàng lá cũng như là nó rất là chậm bò, hỏi có cách nào để khắc phục hay không. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cái vườn dưa gang á. Thì sẵn là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà để mà giúp cho cái cây mà dưa gang của bạn thì nó sẽ là nó được trường bò được tốt hơn, cũng như là nó ra quả được tốt hơn và cái kháng luôn cái bệnh là vàng lá ở trên cây dưa gang nha các bạn ha. Vì cũng như là các bạn đang xem á, thì bạn thấy cây dưa gang của mình các bạn nó bò rất là tốt nha các bạn ha, nó trường bò rất là xanh tươi luôn và cái hiệu suất phát triển của nó rất là tốt và không có bị vàng lá luôn các bạn. Và ở đây là mình cũng đã ngắt đọt nó luôn rồi các bạn, và ra những cái chèo con á nó cũng cực kỳ là tốt luôn các bạn ha. Đó. Thì khi mà cái cây dưa gang của bạn á mà bạn trồng á mà nó rất là chậm bò á, cái nguyên nhân đầu tiên á đó là chính là cái cây dưa gang của bạn á nó bị thiếu phân nè. Và cái thứ hai á là nó bị những cái con bọ trĩ các bạn nó tấn công á, thành ra cái đọt của nó sẽ không có được suông và thẳng á, thì ra nó bò rất là chậm. Thì cái cách khắc phục á bây giờ là bạn phải là sử dụng thuốc mà bạn xịt cái bọ trĩ ha. Thì ở đây nó có rất là nhiều thuốc xịt bọ trĩ, ví dụ như là Confidor nè, rồi cái thuốc Bajan gì các bạn, hoặc cái Aqua mới bây giờ người ta mới quảng cáo bây giờ đó, thì các bạn có thể sử dụng những cái loại thuốc đó. Nhưng mà lưu ý là các bạn nên sử dụng cái thuốc giãn cớm ha. Nó thì trong những video trước á, mình cũng có chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bầu, trồng bí, trồng dưa leo gì đó các bạn, thì nó là đều là cái lá nhám hết. Thì các bạn nên sử dụng cái thuốc giãn cớm để các bạn xịt, ký hiệu là VWG nó. Thì các bạn sử dụng những cái loại thuốc đó các bạn xịt đó thì nó sẽ không có bị vàng lá, tại vì cái thuốc đó, nó không có tính nó rất là hiền, nó không có nóng như những cái loại thuốc như là nhũ dầu các bạn, nó rất là nóng đó. Còn riêng về cái phần mà bây giờ đó, mà các bạn muốn cho cái cây dưa gang của bạn mà nó trường bò mạnh đó, mà khi mà bạn đã khắc phục được cái những cái bọ trĩ cũng như là sương mai ở trên cây dưa gang các bạn, thì các bạn nên sử dụng GA3. Ở đây thì các bạn nên sử dụng cái rầu riếp ha, và cộng với cái Atonit các bạn, đó là phân bón lá các bạn, hai phần đó bằng cộng lại. Nhưng mà cái GA3 ở đây ví dụ như là bình của bạn là 16 lít nước đi phải không, thì mình chỉ lấy là nửa gói thôi, và hai gói Atonit các bạn cộng lại các bạn xịt lại cho cái cây dưa gang của bạn, thì ngay lập tức là khoảng một tuần lễ sau là cây dưa gang của bạn ha là nó bò tốc hành luôn. Tại vì cái phân bón lá mà khi mà nó kích thích vô cái cây dưa gang các bạn, cũng như là cái rầu riếp á, cái GA3 thì nó sẽ làm cho cái cây của mình nó thèm ăn. Mà khi mà nó mà thèm ăn rồi thì nó tiếp thu cái phân bón lá vô thì ngay lập tức là nó sẽ trường bò rất là tốt nha các bạn ha. Đó, còn ở đây là một cái mô hình trồng dưa gang các bạn, nó quay cho các bạn xem. Và cái mô hình này là được trồng ở dưới ruộng nha các bạn ha. Và cái khoảng cách trồng của nó thì ở đây thì các bạn nên trồng từ 4 tấc trở lên ha, cho một gốc á, thì sau này nó sẽ quang hợp được tốt hơn. Tại vì nếu như mà bạn trồng gần quá thì cái khả năng mà nó quang hợp các bạn nó rất là thấp, và cái mình phải xiên mình đi chỉnh dây lại cho nó ngay các bạn, thì nó sẽ rất là tốt nha các bạn ha. Và dưa gang mà khi mà nó bị vàng lá thì các bạn nên sử dụng những cái loại thuốc như là Nativo các bạn, bạn cộng với thằng Antacol hoặc với thằng Isurang nè, rồi hoặc với thằng Sitco nè, hoặc là tin Super, nó bằng cộng những cái loại thuốc đó bạn xịt thì nó rất là tốt ha. Riêng thằng tin Super thì bạn phải giảm liều cho nó nha các bạn ha. Mình giảm liều ví dụ như nó cho mình 100cc phải không, mình lấy chừng 50cc thôi bạn xịt là được rồi. Nhưng mà bạn lấy theo mà đúng liều của nó thì cái cây của mình nó không có hết vàng lá đâu, mà nó còn trái lá thêm á. Tại vì thằng tin Super nó rất là nóng nha, nó thì chia sẻ cho các bạn vậy. Còn cái xịt mà phòng mà lỡ cổ rễ cũng như là thú rễ ở trên cây dưa gang các bạn, thì các bạn có thể sử dụng thằng Alias á, hoặc thằng Cariotop nó, thì hai thằng đó các bạn lưng phiên bạn xịt phòng lỡ cổ rễ cho nó thì nó rất là hiệu quả nha các bạn ha. Cũng như là bạn phải là bón phân thúc cho nó khi mà nó ra trái, thì bạn bón phân thúc á, thì ở đây á, thì bạn có thể là bón 16 16 8 nè, hoặc là 20 15 nè, hoặc là DAP nè. Nói chung là cái cây này thì nó rất là dễ nó. Đây là cái khoảng cách trồng nè các bạn, đó mình trồng theo đúng bạc của nó luôn ha. Thì cái cây dưa gang này á, thì nó không có cần cái lượng phân nhiều đâu,
thì mình bón một chút ít thôi. Như những cái cây khác thì mình phải bón nó từ 2 lạng trở lên nha các bạn ha. Nhưng mà cây dưa gang này thì bạn bón bạn nhắm chừng thôi. Nó thì tại vì nó không có cần cái lượng phân nhiều mấy. Nói chung trồng cái giá của nó thì nó cũng rất là rẻ các bạn, nó cũng tùy tháng thôi. Ví dụ như cây dưa gang này nếu mà nhưng mà trồng mình bán vườn ra mình bán đâu tầm khoảng đâu là 3.000 ký là mình thấy ngon rồi các bạn. Đó, thì chia sẻ cho các bạn hàng vậy ha. Tầm 3.000 là mình thấy là có lời rồi các bạn, tại vì cái lượng phân của nó rất là ít. Đó. Tại vì cái người bán lẻ ra bây giờ là khoảng là 7.000 một ký, mà tại vườn là bán là khoảng là 3.000 một ký nha các bạn ha. Nhưng mà cũng là tùy loại thôi nha các bạn ha. Nếu như là loại nhất này nọ thì nó sẽ là cái giá khác, và cái thời điểm của nó cũng khác nhau luôn. Đó. Thì cái ở đây là cái giá thì mình không có dám cập nhật cho các bạn được, tại vì nó thay đổi theo từng mùa các bạn. Thông thường á thì người ta sẽ trồng cái dưa gang này vào cái mùa nắng ha. Tại vì thường thường á là theo mình thấy á, cũng như là bản thân mình á, là trồng xong cái cây dưa hấu xong á là ngay lập tức là sẽ trồng luôn cái dưa gang, tại vì cái phân ở trên cây dưa hấu nó vẫn còn. Nó thì cái bạc của dưa hấu nó vẫn còn thì mình tiếp tục là mình trồng cây dưa gang luôn. Nó hàng vậy là nó rất là hiệu quả, chứ mình không có thể nào là mình trồng cây dưa gang cho một vụ á. Ví dụ như lúc trước mình cũng vừa trồng cái vạn thọ xong mà chuyển sang là mình trồng cây dưa gang luôn các bạn. Vì dưa gang này nó rất là dễ trồng, cũng như là nó ít bệnh lắm. Ví dụ như mình trồng cái mùa nắng thì cái bệnh sương mai ở trên cây dưa gang hầu như là nó không có luôn các bạn. Tại vì nắng mà các bạn, cây sương mai, cái bệnh sương mai chỉ vào những cái mùa mưa thôi. Nó rất là hay bị sương mai. Thì nếu như bị sương mai thì bạn hãy xịt cái thuốc là Max Hero các bạn, độc nhất. Cái hàng Max Hero của công ty Max Pacific đó. Đó. Bạn nên sử dụng hàng đó, xịt rất là hay. Ở đây mình không phải là mình quảng cáo cho các bạn, mà mình thấy mình với bản thân mình xịt nó hay á, mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và bạn hãy áp dụng trên một vài dây của bạn trước đi. Rồi đó, nếu thấy hiệu quả thì hãy áp dụng cho một vườn ha. Nó thì đây mình chia sẻ cho các bạn vậy. Để các bạn có thể là tham khảo ha về cách trồng dưa gang của mình ha. Thì ở đây thì mình chia sẻ những cái gì mà các bạn hỏi thì mình chia sẻ thôi. Nó thì cũng như là các bạn mà mới và đăng ký kênh mới của mình á, thì các bạn có câu hỏi thì cứ hỏi mình, thì mình sẽ làm một cái clip mình trả lời cho các bạn ha. Nó cũng như là có thể là mình trả lời bình luận cho các bạn luôn. Đó. Rồi để mình quay sơ một chút xíu nữa thì mình sẽ dừng cái video này nha các bạn ha. Vì cơ bản thì mình cũng đã là trả lời câu hỏi cho các bạn cái cách mà chị vàng lá trên dưa gang, cũng như là cái cây dưa gang mà nó chậm bò thì mình phải làm xịt những cái loại thuốc gì á. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn là cái GA3 ha, tức là cái thuốc rầu riếp các bạn. Ở ngoài Dược Tư Nông Nghiệp bán có 8.000 gói các bạn. Mình chỉ sử dụng nửa gói cho bình 16 lít và hai gói Atonit cộng lại với nhau bằng xịt một cái ha, áp dụng trên cả cây dưa leo luôn các bạn, và những cái loại dây bò khác như là bầu bí luôn các bạn. Nó xịt lên là nó bò dèo dèo liền. Đó. Rồi mình xin được mến chào nha.